Khảo sát sơ bộ cho thấy ngành sản xuất Trung Quốc đang tiếp tục giảm tốc khi nhu cầu nội địa yếu ớt trong khi nước này đang hướng đến mô hình phát triển kinh tế thị trường. Lại thêm một tín hiệu yếu ớt khác từ nền kinh tế Trung Quốc, hoạt động sản xuất của nước này đã suy giảm tháng thứ năm liên tiếp tính đến tháng 3. PMI đạt mức thấp nhất trong vòng 8 tháng. Theo HSBC, chính phủ Trung Quốc cần sớm đưa ra hàng loạt các biện pháp để cân bằng tăng trưởng. Nhưng bên cạnh những số liệu không mấy lạc quan, vẫn có những dấu hiệu tích cực. Lần đầu tiên trong vòng 4 tháng, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng lên, cho thấy việc Trung Quốc giảm tốc là do tiêu dùng trong nước chứ không phải là do nhu cầu ở châu Âu và Mỹ. Chính phủ Trung Quốc tỏ ra khá thận trọng khi đề cao hơn vai trò của thị trường. Hồi đầu tháng đã xảy ra một vụ vỡ nợ do trái phiếu, nhiều rắc rối khác có thể xảy đến với các công ty trong ngành bán dẫn, phần mềm và nhu yếu phẩm. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 13 tháng. Đây là con dao hai lưỡi bởi có thể thúc đẩy tăng trưởng nhưng lại làm nhu cầu nội địa giảm đi. Khi Trung Quốc muốn để thị trường quyết định thì họ phải đối mặt với nguy cơ bất ổn ở ngành sản xuất trong vài tháng tới. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Cuba tuyên bố sẽ tăng lương cho khoảng 440.000 nhân viên trong lĩnh vực y tế, kể cả các lao động đang làm việc ở nước ngoài. Lương tháng của bác sĩ và y tá sẽ được tăng từ 100% đến 200%, bao gồm cả 50.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Quy định chính thức có hiệu lực vào tháng 5 tới. Tất cả bác sĩ chúng tôi đều rất vui vì quyết định này của chính phủ. Đó thật sự là một niềm vui lớn, Tôi nghĩ đây là một bước tiến rất tích cực cho ngành y tế. Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2010, hệ 1.000 người dân Cuba thì có khoảng 7 nhân viên y tế. Đây là tỷ lệ cao nhất trên thế giới vào năm đó. Để thúc đẩy phát triển ngành y tế, Cuba thường xuyên cử nhân viên học tập ở nước ngoài, trong đó có 11.400 người đang học ở Brazil. Xuất khẩu các dịch vụ y tế ra nước ngoài hiện đang là nguồn thu ngoại tệ mạnh quan trọng nhất của Cuba và dự kiến sẽ mang về nguồn thu khoảng hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho nước này trong năm 2014 đổi lại ngành y tế trong nước trong thời gian gần đây đã rơi vào quá tải trong khi cuba không có ngành y tế tư nhân